Hôm nay thì mình có đăng một cái bài viết, mình đặt ra một câu hỏi là làm thế nào để bán được một sản phẩm giá cao, và mình nhận được khá nhiều câu trả lời cũng như là câu hỏi. Trong đó thì 50% là trả lời và 50% là hóng. Ở trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm mà mình đã bán những cái sản phẩm Trung Quốc với cái giá cao nhé. Thì ở trong câu chuyện này thì các bạn hình dung đơn giản là chúng ta sẽ có 5 cái yếu tố quyết định là các bạn có bán được cái sản phẩm giá cao hay không, phụ thuộc vào những cái kinh nghiệm mà trước đây mình từng bán, ví dụ như là máy xay sinh tố nhập hàng Trung Quốc, kính cường lực, tử vi. Trong đó có những gói tử vi mình bán online là giá hơn 1 triệu đồng trên một lần xem, mỗi lần xem hơn 10 phút thôi nhé, không phải là nhiều đâu. Thế thì kinh nghiệm này thì các bạn có thể học hỏi từ mình, thì đây không phải là một video dạy dỗ. Các bạn có thể coi đây không phải là một video dạy dỗ. Cái nào đúng thì các bạn có thể là tiếp thu, cái nào sai thì các bạn có thể là bỏ qua và góp ý cho bên mình là xong. Để bán được một sản phẩm rất cao thì nó sẽ bao gồm 5 yếu tố, và các bạn cần nhớ và lưu ý rằng là 5 yếu tố này các bạn không cần phải có đủ, không cần phải làm cả, mà các bạn hãy chọn một trong những cái yếu tố đó để mà khác biệt và bán giá cao hơn so với sản phẩm đối thủ. Đây là một cái chìa khóa ô tô, và như các bạn nhìn thấy, cái chìa khóa ô tô này nó không có cái chức năng gì cả, nó chỉ đơn giản là để đẹp và để đeo vào người và để bảo vệ, và để bảo vệ cái chìa khóa ô tô thật ở bên trong, được chưa? Mà nếu cái sản phẩm này nó không có khác biệt gì, không có khác biệt dựa vào 5 yếu tố mình sắp chia sẻ nhá, thì các bạn bán hàng ở trên quảng cáo Facebook hay Shopee thì đương nhiên các bạn sẽ gặp cái cạnh tranh về giá cực kỳ nhiều, bởi vì sản phẩm của bạn không khác gì với sản phẩm của thằng bán rẻ hơn bạn mà, nên chắc chắn khách hàng sẽ chọn cái giá rẻ hơn thay vì tôi phải mua một cái sản phẩm giá cao hơn. Quay lại câu chuyện ở đây, mình nói về cái câu chuyện chìa khóa. Hiện tại các bạn nhìn thấy là đây là một cái bao chìa khóa, nó dùng để bảo vệ cái chìa khóa ô tô thật ở bên trong, và nó không có chức năng gì khác. Thì cái mình vừa chia sẻ xong, nó là cái để bảo vệ cái chìa khóa ở bên trong, thì đây mình được gọi nó là công năng, được chưa? Trong công năng này thì nó sẽ bao gồm tính năng, công dụng, kiểu như thế. Thì cái này nó dùng để làm gì, được gọi là công năng, mình sẽ được gọi là tính năng, công dụng nhá. Thì ở đây nó không có cái gì khác biệt, nên người khác sẽ mua cái này chỉ đơn giản là để bảo vệ cái chìa khóa thôi. Và nếu thằng đối thủ nó bán như của bạn ấy, thì đương nhiên bạn sẽ bị cạnh tranh về giá. Thế thì cái đầu tiên các bạn có thể khác biệt, chọn cái việc khác biệt là công năng. Trong công năng thì có 3 phần. Phần số 1 là hộp, phần số 2 là tính năng. Tính năng là nó sử dụng để mục đích gì, công dụng của nó là gì, nó dùng vào việc gì, kiểu như thế. Thì được gọi, mình tạm gọi nó là tính năng. Cái số 3 nó là lợi ích. Lợi ích tức là mua cái này có được tặng thêm cái vòng này hay không, thì đấy được gọi là lợi ích, được chưa? Mua cái này có được free ship hay không, mua cái này được bảo hành bao nhiêu lâu, được chưa? Mua cái này có được dùng thử hay không, thì đấy có lợi ích. Nhớ nhá, trong công năng có 3 cái, 1 là hộp này, 2 là tính năng này, 3 là lợi ích này. Ở đây mình có viết lại rồi để mình đỡ quên nữa mà. Chúng ta quay về cái câu chuyện là tính năng trước, chúng ta đi nói về tính năng trước. Tính năng của cái này chỉ đơn giản là bảo vệ cái móc chìa khóa thôi. Vậy để khác biệt và để bán được giá cao hơn thì quay về câu chuyện là tính năng, bạn phải làm cho nó có một cái tính năng khác. Mình sẽ lấy ví dụ nhá. Cái chỗ đằng sau của chiếc này chẳng hạn, các bạn sẽ yêu cầu nhà sản xuất làm thêm một cái, ví dụ như là cái bật lửa điện tử ở trong này để có thể hút thuốc, để ví dụ như thế. Hoặc cái móc này các bạn có thể làm cho nó khác đi, như là có thể là chuyển thành cái móc mà có thể bấm được ngón tay, hoặc là cái móc mà có tô vít, hoặc là cái móc có thể phá được cửa kính của ô tô. Tức là làm cho nó khác biệt đi. Nếu sản phẩm không có gì khác biệt thì không thể bán được giá cao. Đây là cái ví dụ đầu tiên, là chúng ta chọn khác biệt về phần công năng, nhưng ở trong phần tính năng nghe nó hơi khó hiểu nên là cần phải xem lại video nhiều vào nhá. Trong công năng này sẽ có tính năng này, lợi ích này và hộp. Thằng đối thủ bán cái này giá 199.000. Bạn muốn bán giá 250.000 hoặc 300.000 thì bạn có thể chọn khác biệt về lợi ích. Lợi ích tức là mua cái này có free ship hay không, có được dùng thử hay không, có được tặng thêm cái gì hay không. Mình lấy ví dụ như thế thì gọi là lợi ích. Thế ở trong câu chuyện này, bạn mua cái này thì bạn được tặng thêm cái gì cho cái đồ của ô tô? Mình sẽ lấy ví dụ như là tặng thêm một cái ví để đựng giấy tờ ô tô, thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Đấy là sự khác biệt về lợi ích. Thằng kia nó bán rẻ hơn là bởi vì nó không tặng cái này, được chưa? Trong khi cái này nhập 20.000, các bạn cứ giả vờ nó là 50.000 đi, thì các bạn bán được nó 250.000, các bạn có thêm được 30.000 tiền lãi, đúng chưa? Tiếp nhá, hộp. Yếu tố số 3 trong cái phần công năng đó chính là cái hộp. Tức là cách các bạn đóng gói cái sản phẩm đấy, nó có làm tôn cái sản phẩm, tôn cái giá trị của cái sản phẩm đấy lên hay không. Mình lấy ví dụ như là đây là một cái cuốn sách mình mua ở trên Shopee này, nó được đóng gói như thế này thôi.
Nó chỉ đơn giản là ở trong một cái hộp giấy và nó được bọc giấy ni lông, nhìn nó rất là bình thường. Thì giá cuốn sách này mình sẽ mua giá là 125.000. Được chưa? Nhưng là cũng cuốn sách này nhá. Được chưa? Hoặc là một cái áo đi. Một cái áo mình sẽ lấy ví dụ đơn giản, cái áo mình đang mặc đi. Cái áo này được đóng trong cái túi ni lông. Ví dụ như thế. Thì các bạn sẽ mua nó với cái giá là 149.000. Nhưng cũng cái áo này mà các bạn đóng nó trong một cái hộp giấy, hiểu từ hộp giấy không? Và hộp giấy này cắt tông, hộp giấy cắt tông rất xịn sò nhé. Thì các bạn có thể bán cái áo đấy lên được giá 200-250.000. Về cái phần hộp này thì nó sẽ là câu chuyện đi sâu hơn. Nó sẽ là đi sâu hơn nhá. Ví dụ cái ví này chẳng hạn, cái ví này chẳng hạn, thì nó là cái ví A. Thì thường thường mình, các bạn nhìn thấy là nó sẽ đơn giản nó được đóng trong hộp giấy giấy cắt tông bình thường, bìa sắt vụn đấy. Nhưng mà cái ví này mà được đóng trong một cái hộp da, thì câu chuyện, cái bối cảnh đấy, hiểu từ bối cảnh không, nó sẽ là cái khác. Hoặc cái áo này mình mặc là cái bối cảnh mình là hộp, thì các bạn mua mình chỉ có 149.000 thôi, đấy là do mình mặc. Nhưng cái áo này mà ví dụ như Sơn Tùng mặc chẳng hạn, thì các bạn nghĩ rằng cái áo này sẽ là vài triệu cơ. Thì đây là câu chuyện về hộp. Về hộp ở đây thì chắc là các bạn sẽ thấy nó hơi nhạt, đúng không? Hơi nhạt. Nhưng mà để mà các bạn nhập một cái sản phẩm Trung Quốc và các bạn cái nó đi, gọi cho nó một cái tên khác và đóng cho một cái hộp hoàn toàn khác, thì câu chuyện nó lại hoàn toàn khác nhé. Hiểu chưa? Mình bán cái kính cường lực nhập vào 8.000, mình mua cái hộp 4.000, tổng là 12, và mình bán được là 200.000 đấy. Để cho free ship là mình bán cho kính cường lực mùa dịch số 2. Đấy là bán hộp chứ không phải bán kính. Còn kính cường lực của mình là kính kinh công, chính xác là kính kinh công, nhưng mình không gọi nó là kính kinh công. Đấy, đầu tiên đó chính là công năng. Nhớ là trong 5 cái này bạn có thể chọn một cái nào đó để khác. Một là công năng này, chúng ta trong công năng có hộp, tính năng và lợi ích. Đấy, phải khác biệt nhá. Tiếp theo, cái yếu tố số 2 đó chính là trải nghiệm. Trải nghiệm ở đây là trải nghiệm về sản phẩm và dịch vụ. Trải nghiệm trước khi mua hàng và trải nghiệm sau khi mua hàng sẽ quyết định sản phẩm này nó tốt hay không. Được chưa? Ví dụ như là ở đây thì các bạn có thể thấy nhiều diễn giả lấy ví dụ về một cái lon nước đấy. Được chưa? Cái lon nước Coca bán ở Trà Đá vỉa hè thì nó là 10.000 thôi. Nhưng cái lon nước Coca ở Rạp Phim thì nó lên tận 50.000 cơ. Thì đấy gọi là trải nghiệm. Hiểu chưa? Thì cái này nó sẽ đúng với các sản phẩm liên quan đến dịch vụ nhiều hơn. Hiểu chưa? Sản phẩm dịch vụ nhiều hơn chứ không phải là những cái sản phẩm dễ. Ví dụ như là cái con chuột này, cái trải nghiệm nó cũng khó miêu tả. Hiểu chưa? Thì cái câu trải nghiệm này thì các bạn cần phải suy nghĩ nhiều. Mình đã lấy ví dụ về cái chai nước rồi. Hoặc lấy ví dụ nhá, cách trải nghiệm, ví dụ như là của Vietnam Airlines với cả Vietjet. Thế nên là cái trải nghiệm nó khác nhau. Vietjet giá rẻ, hiểu chưa? Nhưng mà cái trải nghiệm chưa chắc đã tốt bằng Vietnam Airlines. Cái thái độ phục vụ của người ta nó khác nhau. Đấy được gọi là trải nghiệm. Cùng là đi nhà nghỉ, nhưng mà nhà nghỉ 1 sao với nhà nghỉ 5 sao nó cho các bạn có cái trải nghiệm khác nhau hoàn toàn. Đương nhiên là công năng của họ nó khác. Nhà nghỉ 1 sao thì nó chỉ là một cái căn phòng giống như mình đang ngồi thôi. Nhà nghỉ 5 sao nó có bồn tắm này, rồi nó có phone gọi điện hotline này, nó có wifi, nó có tivi này, có bể bơi này. Đấy ví dụ như là đấy là trải nghiệm. Thì đương nhiên đây là công năng nó cũng khác rồi, thì trải nghiệm nó cũng sẽ phải khác. Thì khi các bạn bán hàng thì các bạn cũng phải tạo ra những cái trải nghiệm vượt trội hơn. Hiểu từ vượt trội không? Vượt trội hơn đối thủ. Ví dụ sâu hơn nữa là trải nghiệm cắt tóc. Mà các bạn là nam các bạn sẽ biết là cắt tóc ở 30 size, cái trải nghiệm nó khác hoàn toàn. Và đấy là lý do vì sao chúng ta trả nhiều tiền hơn cho cái việc là cùng là một công việc cắt tóc. Hiểu chưa? Cái yếu tố số 3, yếu tố này nhiều người sẽ biết này, đó chính là thương hiệu hoặc là nhân hiệu. Thương hiệu là của một công ty. Cái này mất nhiều tiền để mà chiến lắm. Mình cũng chả hiểu nhiều về thương hiệu và chả hiểu nhiều về câu chuyện thương hiệu mà tư vấn được cho các bạn đâu. Nó là cái về phần thương hiệu, xây dựng thương hiệu cho một sản phẩm. Ví dụ như cái ví này chẳng hạn thì mình đang học cách để xây dựng thương hiệu. Hiểu chưa? Thì sau này chúng ta có nhiều bài học hơn thì mình sẽ là người chia sẻ cho các bạn, nếu các bạn là học viên của mình rồi. Được chưa? Còn nhưng mà cái câu chuyện là nếu chúng ta có ít tiền giống như thằng Hạnh chẳng hạn, thì chúng ta có thể xây dựng thương hiệu cá nhân để có thể bán hàng. Huyền Hugo các bạn biết nhỉ? Được chưa? Huyền Hugo cho các bạn trải nghiệm về cái việc là thịt bò đắt nhất ở Việt Nam, nó được làm như thế nào, nó có sạch hay không. Rồi là cái sản phẩm cái gì nhỉ? Cái rửa tay thiên nhiên mà làm từ hoa quả đấy.
của cái bạn nam gì đấy ở trên TikTok ấy, thì đấy bạn cũng có thương hiệu. Bà Tuyết bán đồ ăn vặt cũng có thương hiệu. Gần đây nhất là ông cu bán mật ong là ông Hưng Vlog cũng có thương hiệu cá nhân. Thì cái việc thương hiệu cá nhân nó làm nổi bật, hiểu chưa? Vì vậy bạn mua hàng từ những thằng có thương hiệu cá nhân thì số 1 nhá, là bạn sẽ yên tâm hơn, bạn có niềm tin với nó. Cái số 2 nữa là bạn đương nhiên bạn phải trả tiền đắt hơn rồi. Giống như thương hiệu cá nhân, các bạn nhìn thấy thương hiệu cá nhân của mình là bậc thầy ta hết mà. Thì ở đây mình dạy về khóa Facebook đúng không? Rồi mình dạy về chốt sale đúng không? Rồi mình dạy về nhân sự, xây nhân sự một cái phòng ban nhỏ khoảng tầm 30-50 người như thế nào, phòng marketing như thế nào đúng không? Thì các bạn mua mình chứ các bạn đã được cầm nắm sản phẩm trên tay đâu. Và nếu các bạn so sánh cái khóa học Facebook của mình so sánh với những người khác thì các bạn thấy khóa học của mình nó đắt hơn mà. Khóa học của mình là 4 triệu trong khi khóa học của người khác nó chỉ có 500 nghìn hoặc là 1 triệu thôi, hoặc thậm chí là miễn phí 100%. Những cái thương hiệu cá nhân ấy nó không định giá được. Vì vậy là mình mới phải định giá cho cái thương hiệu cá nhân của mình. Vì vậy các bạn mua hàng ở những cái người mà có thương hiệu cá nhân tốt đấy, thương hiệu cá nhân nổi đấy, thì đương nhiên các bạn sẽ cần phải trả nhiều tiền hơn. Và ở đây là đỉnh cao trong bán hàng không phải là bán sản phẩm mà là bán câu chuyện, tức là bán trải nghiệm, mà là bán thân, tức là bán nhân hiệu cá nhân. Các bạn cần phải học nhiều hơn là marketing. Trong marketing nó, mình nói thật là mình theo cái nghề này từ năm 2014 thì mình có thể khẳng định nó hơi khô khan nếu các bạn không học thêm một môn được gọi là môn bán hàng. Và trong môn bán hàng là đỉnh cao nhất là bán sứ mệnh, được chưa? Nó còn lớn hơn cả cái việc là bán thương hiệu cá nhân. Bán thương hiệu cá nhân nó chỉ là một chuyện bình thường thôi, nhưng mà bán sứ mệnh ấy nó là một tầm đỉnh cao. Ví dụ như Phạm Nhật Vượng chẳng hạn đấy, cà phê Trung Nguyên chẳng hạn, đưa cà phê Trung Nguyên của Việt Nam trở thành top 1 trên thế giới, đấy là bán sứ mệnh, hiểu không? Bán di sản, hiểu không? Và rất nhiều người đi theo cái đấy, được chưa? Thì bán cái đấy mới gọi là cái đỉnh cao. Cái đấy thì mình đương nhiên mình chưa đạt được rồi. Chưa đạt được. Ở thời điểm hiện tại thì mình vẫn là bán thương hiệu cá nhân thôi. Nhưng các bạn có thể áp dụng cái câu chuyện là bán một cái sản phẩm giá cao hơn ở một tầm được gọi là tầm thương hiệu hoặc thương hiệu cá nhân. Thương hiệu của một công ty hoặc thương hiệu của một cá nhân nhé. Tiếp theo, bán câu chuyện. Các bạn đã bao giờ nghe người khác kể chuyện bán hàng chưa? Các diễn giả thường kể chuyện bán hàng. Ngày xưa mình cũng kể chuyện bán hàng. Hoặc nếu các bạn có thể search ở trên YouTube hoặc trên TikTok nhé. Tốt nhất search ở trên Facebook và TikTok. Các bạn search cho mình là Hái Idol Vượt Khó. Các bạn thấy cái bạn này sinh năm 1996 mà là kể chuyện bán hàng. Hàng ngày bạn ấy kể những cái câu chuyện drama, kể những câu chuyện vợ chồng để bán những cái áo. Ví dụ cái áo mình đang mặc, mà nếu mặc ở iShop thì cái áo này sẽ trị giá là 300-350 nghìn, trong khi giá thị trường cùng như thế này nhá, được chưa? Vải da cá cùng như thế này nhá, nó chỉ có thể là khoảng tầm 200-250 nghìn thôi. Nhưng vì tôi thích câu chuyện của ông này quá, Hải thì nó bán cả câu chuyện, nó bán hàng bằng câu chuyện và nó bán bằng thương hiệu cá nhân. Nhưng vì tôi thích cái tính cách của ông này quá nên tôi mua cái áo của ông này với giá 300 nghìn, hiểu chưa? Thì đây là bán câu chuyện, bán thương hiệu cá nhân. Câu chuyện tức là kể chuyện cho cái sản phẩm này, một cái câu chuyện, hiểu chưa? Cho cái sản phẩm này một cái câu chuyện, phải dựng cho nó một câu chuyện, hiểu chưa? Thì bạn sẽ bán được với giá cao hơn. Cái này sẽ làm khó hơn rất nhiều, hiểu chưa? Mình cũng chưa bán hàng bằng câu chuyện bao giờ, nhưng mình nhìn khác, mình nhìn người khác bán và cụ thể luôn là Hải Idol, iShop. Và cuối cùng, các bạn muốn bán giá cao hơn thì các bạn cần phải target đúng khách hàng mục tiêu. Những khách hàng có đủ tài chính để có thể mua một cái sản phẩm có giá cao hơn. Tức là tìm đúng khách hàng chuẩn, tìm chuẩn cái khách hàng mục tiêu, chứ không phải là những cái người mà cứ mua cái sản phẩm này là được, mà cần phải tìm được. Ví dụ như cái áo này mình bán giá là 380 nghìn, thì ngoài những người yêu thích áo polo, áo thời trang nam, thì họ cần thêm một điều kiện nữa là họ phải có tài chính, được chưa? Thì cái việc các bạn muốn bán giá cao hơn thì các bạn cũng phải target đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Ngày xưa mình bán cái máy xay mà không dây đấy, màu hồng ấy, bạn nào làm ra dụng biết rồi, thằng đối thủ nó bán có 149 nghìn, tức là 180 nghìn ấy, mình bán giá 200. Các bạn biết tại sao? Bởi vì mình chỉ xác định bán cho người giàu thôi, người có tiền ấy. Chinh phục người có tiền thì nó, với các bạn thì nó khó, bởi vì các bạn chưa học kịch bản cho sale thì nó khó, được chưa? Còn với mình thì mình thích bán cho người có tiền hơn,
là bởi vì tài chính họ có nhiều nên cái khả năng quyết định họ mua nó cao, và đã cao là một nhá. Cái số 2 là vòng đời họ mua lại nhanh hơn một cái người thu nhập thấp. Ví dụ như một bạn công nhân thì bạn ấy có thời gian tiêu tiền trung bình đến gần lĩnh lương thì bắt đầu bạn bắt đầu bạn ấy sử dụng cái lương của bạn đấy để chi tiêu như là quần áo, son phấn. Lúc đấy bạn có tiền thì bạn mới tiêu. Còn có một số bạn thì đi vay bên ngoài thì không nói rồi. Nhưng nếu các bạn bán hàng cho người có thu nhập tầm trung tầm cao ấy thì người ta không cần đợi đến lương mà người ta mới phải tiêu đâu. Người ta thích lúc nào thì phải tiêu lúc đấy. Hiểu chưa? Nó giống như mình đấy, cái áo này thì là khoảng tầm 300. Mình chả nhớ mình mua ở đâu ấy. Đại loại nó là 300. Nhưng mình mua nó là bởi vì như sau này. Mình mua thương hiệu của nó. Thương hiệu nó đặt là tiếng Anh, mình không nhớ đâu nhé. Mình chỉ là đơn giản là mình mua thử cái này trước. Mình thấy nó đẹp thì mình sẽ mua lại lần 2, mua lại lần 3. Nhưng mà thương hiệu này thương hiệu Việt Nam, không phải hàng Trung Quốc. Mình chán cái cảnh đặt hàng ở trên Shopee rồi. Mẹ đặt một đằng nhưng mà nhận lại một nẻo. Hàng ở trên ảnh rất là đẹp, thậm chí quay video rất đẹp. Nhưng mà nó không phải là thương hiệu. Nó chỉ là một cái shop nào đó nó đặt tên là 1994 Store thôi. Xong nó bán cái áo đấy. Nhưng bây giờ mình mất vài năm mua hàng trên Shopee, vài năm mua hàng ở trên Facebook với những cái shop mà nó không có thương hiệu, không chịu làm thương hiệu rồi. Để cho tức là bạn bán biến ấy. Thì bây giờ mình quay ra câu chuyện là mình mua hàng từ những thương hiệu, thậm chí là thương hiệu Việt. Được chưa? Thậm chí là thương hiệu nước ngoài, bởi vì mình thấy rằng nó xứng đáng. Cái áo mình mặc nó xứng đáng với cái giá 300.000, nó chất. Hiểu chưa? Hoặc những cái mic của mình đang dùng là cái mic Bose, ngày xưa mua hơn 2 triệu ấy, được chưa? Nhưng với cái móc chìa khóa này thì thật ra mình mua vì giá, nó chả vì giá cao hay là chả vì giá thấp cả, bởi vì cái này nó không có thương hiệu. Nhưng mà cũng cái móc treo chìa khóa cho ô tô này nhá, mà các bạn chơi là già da nhá, hiểu không? Là khuôn da ấy, hiểu chưa? Thì mình từng hỏi một cái shop nó bán một cái móc này giá 1.800.000, là da ở bên Ý, còn Ý nào thì mình không biết, hiểu chưa? Ý như thế này, Ý như thế kia, hay là nước Ý thì mình không biết, được chưa? Nhưng mà họ vẫn bán được hàng. Và họ định vị bán cái móc da đấy không phải cho mình, những thằng đi VinFast, xin lỗi là những người đi VinFast đấy, những thằng này sai, được chưa? Mà mình thấy nó chụp cái móc da đấy với các dòng từ Volvo, từ Mac đến Rolls Royce trở lên. Và mình thấy content nó chỉ viết cho Rolls Royce với Mac thôi. Và định vị khác ngay. Cái shop đấy nó bán được, nó định vị là bán cái yếu tố sao làm ấy, bán cho hàng có thu nhập cao, cao hẳn luôn. Thì không chưa? Chứ nó không bán câu chuyện. Nhưng mà ở phần công năng, về cái phần cái chất liệu làm sản phẩm ấy, ở phần tính năng ấy, thì nó sử dụng da là da bò Ý hay là da con Ý gì đấy không biết, được chưa? Thì trong video này nó dài khoảng tầm 10 phút ấy, hơn 10 phút ấy. Thì trong video này với cái phần chia sẻ của mình, tuy rằng nó không nhiều, cũng có thể là chia sẻ thời gian ngắn này nên là phần kiến thức nó hơi nông, thì các bạn cũng có thể học được một vài cái mẹo để có thể bán hàng được giá cao. Bye bye các bạn. Trong video khác thì chúng ta đi đến những cái câu chuyện và những cái câu hỏi khác nhé. Xin chào, các bạn có thể đặt câu hỏi trong cái phần form ở dưới cái phần video YouTube ấy, để mình xem thì mình sẽ trả lời các bạn nhé. Xin chào, bye bye các bạn.